Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái cấu hình em demo, không có test tiếng đâu nhá, đây là vỏ thôi. Demo để các bác hình dung là tại sao nó hỏa tiễn. Em khuyên các bác nếu trồng được thì phải trồng thật cao, và nếu mà trồng được cao rồi phải bẻ gốc. Đấy, thì đây là cái video các bác đang xem trực tiếp đây nhá. Là thùng hai chiếc em trồng lên nhau, chiếc trên thì em kê cho nó nghiêng tầm 10 hay 12 độ, và chiếc dưới thì để thẳng bằng mặt. Đấy, nhưng mà đúng ấy thì là dưới là phải kê và trên thì phải để thẳng. Đấy. Ở đây em không có đủ đồ, nên em phải chơi theo kiểu là demo theo kiểu ối ối này. Đây, đằng sau này em đang chèn một cái chuôi tua vít. Các bác nhìn thấy cái độ nghiêng của cái loa dưới với loa trên không ạ? Hai cái nó đang lệch nhau khoảng tầm 12 độ. Đây nhá, hai cái đang lệch nhau khoảng tầm 12 độ. Tầm 10 đến 12 độ. Thực tế có khi nó phải nghiêng nhiều hơn. Tại sao ấy? Em khuyên các bác là nếu mà cao thì phải cho cái lòa dưới nó có độ nghiêng, nhưng cái này thì không cần, mà trên là phải nghiêng. Thì các bác thừa biết là cái họng kèn của hỏa tiễn đúng không ạ? Họng này thì là 60 40, như này là mở trái phải là 60 độ, mà mở lên trên xuống dưới là có 40 độ. Thì như cái chiếc loa trên này này, thì bây giờ chúng ta cần điều duy nhất ý, là nó tâm điểm của nó đánh được bao nhiêu mét. Nghiêng này theo ước tính của em thì nó sẽ đâu đó nó khoảng như cái đoạn vừa em đứng ý, tức là khoảng tầm 20 mét. Đây, đứng đoạn này, tức là tầm đoạn này hoặc xa hơn nữa thì là nghe tiếng nó rõ và nó không bị suy hao, tiếng nó bắn lên trên trời. Còn các bác mà muốn tiếng nó bắn thật là xa ấy, thì các bác không nên để này, không nên để nghiêng như này, mà các bác để thẳng. Thì chiếc ở dưới nó sẽ đánh phổ tầm gần, và chiếc ở trên nó đánh phổ tầm xa. Tuy nhiên nó sẽ bị chéo pha tại một số điểm và nhịp. Ví dụ như hai chiếc kia đấy, mà đứng khoảng tầm 5 mét, khoảng tầm 5 đến 8 mét, khoảng tầm này, thì là các bác khi tầm này và đi lùi ra xa hơn nữa, các bác sẽ mập mờ. Nếu như ở tai người nào mà không tinh ý, họ không cảm nhận được cái điểm chéo pha giữa cái họng kèn nó dưới và họng kèn nó trên đâu. Đấy. Còn nếu như các bác mà phải gọi là tai thật là thính cơ thì mới biết được. Con đi tầm 2 đến 3 mét thì chắc chắn là cái điểm chéo pha các bác sẽ nghe thấy. Một số điểm thì là tiếng tép nó sẽ nổi hơn, và một số điểm tiếng tép nó sẽ hụt hẳn đi và tiếng trung nó sẽ nổi hơn. Đấy gọi là chéo pha. Đấy. Giống như các bác kê hai cái loa. Ví dụ như hai cây này là hai cái loa. Các bác đứng giữa, nựa sang trái, nựa sang phải, các bác sẽ mập mờ cảm nhận được cái điểm chéo pha đó. Với một số dòng loa cao cấp ý, thì điểm chéo pha của nó khi hai cái loa gần nhau hoặc sát nhau ý, gần như là bằng không. Và vậy sóng giao thoa của nó gần như là một cái trường sóng giống kiểu trường sóng loa bát. Nó không phải là trường sóng của loa kèn nữa. Đấy, nó là như thế. Thì hôm nay này cũng là một cái video mà hướng dẫn các bác, cũng như là giải thích cho các bác là tại sao loa hỏa tiễn từ trước đến giờ em vẫn luôn khuyên các bác là phải để thật là cao thì tiếng nó mới hiệu quả được. Nhiều chương trình nha, chỉ có một chiếc loa hỏa tiễn T24 thôi, nó có thể phủ cho 600 người đến 800 người. Đấy. Như cái không gian diện tích này khá là rộng và cực kỳ là thoáng, còn rất là thoáng để test loa. Nhưng mà bên em không test được, bởi vì nó như này này. Thứ nhất là không có củ loa, mặc dù có củ loa test từ đằng kia đến đây em không dám test, bởi vì đằng sau này đấy, là nhà dân nên nó sẽ bị dội âm ngược lại. Và các bác nếu như tai người nào tinh ấy, thì sẽ nghe thấy trong một số video lần trước em để trên kia em quay xuống đây test ấy, thì nó sẽ bị dội ngược âm, nên là không quay nữa. Quay kiểu ấy nó bị dội âm. Với thứ hai nữa là khi một số đoạn em đứng ấy, trùng với nhịp và trùng với sóng cộng hưởng ấy, nó sẽ bị hụt và mất cái tiếng bát hoặc là mất cái tiếng tép. Nó bị hiện tượng thế, nên là thường thường em sẽ để đây quay ra ngoài đường. Đấy, quay ra ngoài đường thì nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều lắm, nó chỉ vướng một bức tường kia thôi. Nhưng mà sóng âm thanh cao ấy, nó vẫn thoáng được, nó vẫn thoát được. Bởi sau tường là không gian không mà, có gì đâu. Đấy, đây nhá, thì đây là hướng dẫn để các bác sau này có vận hành ấy thì biết đường mà vận hành. Chứ nhiều các bác đi vận hành nhưng mà em nói thật, các bác toàn kê hai cái loa sát nhau. Thì bây giờ em giải thích hơn này. Nếu như hai cái loa sát nhau, các bác phải xoay cái họng kèn nha. Sát nhau có thể là được, nhưng mà nếu như để họng kèn này mà để hai cái sát nhau ấy, là không được đâu. Các bác phải cho cái điểm sau
của cái con hỏa tiễn này. Đây là điểm sau này, điểm sau này và cái điểm trước, tức là điểm sau thì ôm sát, điểm trước thì cách khoảng gần một gang tay là hiệu quả nhất, thì nó sẽ không bị chéo pha. Đấy, thì đây thực tế thì em đã test thử rồi, và với cấu hình demo như thế này thì hoàn toàn một chiếc súp này không thể đuổi được. Như thường thường ý, thì là một Homelander sẽ đi cùng một súp, như đây là hai chiếc Homelander thì không thể nào một súp này đuổi được, không thể nào một súp này được, nó phải 2 đến 3 chiếc súp ở một vế, hoặc là các bác giải đều súp ra. Nếu như các bác set molo đánh theo kiểu demo này thì chỉ cần một vế thôi, 2 đến 3 chiếc súp xếp chồng một chỗ này thì nó thứ nhất nó ăn gian được cái SPL, tức là độ nhạy tín hiệu đầu vào. Ví dụ con này là 98 dB nhá, các bác kê 2 chiếc ý, thì là 101, 4 chiếc ý, thì là 104 dB, nhưng còn 3 chiếc ý, thì nó chỉ lên được 102,8 hoặc là gần 103 thôi, nhưng 4 chiếc thì nó sẽ lên được 104. Đấy là trung bình tín hiệu cùng vào một lúc với cấu hình của loa này. Với Homelander này thì độ nhạy của nó rất là cao, trung bình là 100. Còn một số dòng củ loa cao cấp, củ loa neo, bát neo, tép neo cao cấp thì không phải là 100 nữa, mà nó có thể đạt đến đỉnh điểm là 104 dB tại một số nhịp, ví dụ đoạn 385 này đến 520 này, hay là 620 này. Đấy là một số điểm và nhịp của cái dòng này nó có thể đạt được đến thế. Đo tại 5m. Đấy, đo tại 5m này, đoạn nó nhú này, nhưng còn đo 1m thì nó sai hết các bác ạ. Đo 1m thì con này cực kỳ khó. Đấy, còn thông số thì riêng các dòng loa đánh ngoài trời, đánh outdoor này thì nên phải đo tầm 3m trở ra, chứ còn các bác đo lấy mẫu 1m xong nắn cho 10m thì sai hết, hỏng hết. Các bác nên đo mẫu đo mẫu tầm 3m, nắn cho 10m, đo 10m nắn cho 25-30m thì đấy là tiêu chuẩn. Còn nếu như các bác đứng đâu mà nắn ở đấy thì khách ở trước là người ta không nghe được. Thường thường là video em sẽ khuyên các bác nên làm như thế. Đấy nhá. Thì đây là video hướng dẫn để các bác sau này còn đấy thùng của bên em hay là thùng của các đơn vị khác về vận hành, các bác cứ làm đúng như này cho em này. Đảm bảo là tiếng nó đánh rõ ràng, sắc nét, chi tiết mà nó phủ được xa. Và các bác hãy để ý những cái họng kèn này này, cái tâm điểm các bác nên có một cái đèn laser nhá, đặt trên đỉnh cái loa chiếu xuống kiểu tít ngoài kia kìa. Đấy, cái chỗ cái cây gì gì đấy hay là bụi cỏ kia, cái đèn laser nó chiếu đến đấy thì âm thanh nó sẽ sắc nét nhất tại đấy, và cái điểm chéo pha của nó sẽ đứng trước tầm 3m, đứng trước tầm 2-3m so với họng kèn. Điểm càng xa thì là điểm chéo pha của nó cũng xa nữa. Đấy, điểm chéo pha nó giữa họng kèn dưới này, họng kèn trên này, hai cái này nó sẽ chéo pha. Đấy, ví dụ chéo pha thì bạn đấy. Hãy tả thế để các bác biết nhá. Ok, video đến đây là tạm thời kết thúc. Video này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn các bác để có thể vận hành những chiếc thùng series dòng T nó hiệu quả. Đây là hướng dẫn cho dòng T24. Và trong video sau nữa thì em sẽ hướng dẫn các bác kết hợp giữa T24 và T12. Và sau nữa thì là sẽ kết hợp giữa T12 trồng số lượng lên các bác nhá. Một video rất hay mà các bác cần phải xem, cần phải xem thì mới làm được cái dòng loa này, chứ nhiều các bác làm sai hết. Nhìn em thấy các bác làm sai em không dám nói, bởi vì các bác không biết em là ai cả, mà em chả biết là trình độ chuyên môn của các bác như thế nào để mà nói. Nhưng mà chủ yếu là đi bê loa đi nhà khách kê bày lên cho đẹp, kê nhiều loa dễ lấy tiền, chứ còn thực tế làm theo kiểu kê bày loa xong là hai cái loa bằng mặt nhau sai sách hết. Dễ lấy tiền thôi, nhưng thật ra về âm thanh là hỏng hết, rú rít nhặng xì ngọng lên. Như này nó không bị rú đâu, này tầm 5m mới rú cơ, hoặc 3m mới rú cơ, chứ còn 10-15m thì không có rú đâu, không có điểm nào mà rú. Ok, video đến đây kết thúc nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video chia sẻ những kinh nghiệm trong lần sau.